cảm xúc có thể đến từ một cái phong cảnh rất là đẹp hoặc là một cái nhân vật rất là thú vị. Từ đấy tạo động lực cho Việt rất là nhiều trong rất là nhiều năm qua để mà bấm những cú máy và cho ra những bức ảnh cũng như là những câu chuyện hấp dẫn. Một trong những cái khao khát của Việt là mong muốn được tìm hiểu, được chia sẻ những cái hình ảnh và những cái câu chuyện về văn hóa, về bản sắc của Việt Nam với bạn bè thế giới. Chào mọi người, mình là Trần Tuấn Việt, mình là một nhiếp ảnh gia. Mình có niềm cảm hứng đặc biệt với những cái bức ảnh về Việt Nam, đất nước và con người. Trong 15 năm qua, khi mà có cơ hội tiếp cận với nhiếp ảnh và sử dụng nhiếp ảnh như một cái phương tiện để mà chia sẻ những cái cảm xúc, những cái hành trình xuyên đất nước của mình, thì Việt đã rất là may mắn có được rất nhiều bức ảnh mà bạn bè quốc tế đón nhận. Việt là một người xuất thân từ những cái làng quê nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh, nên là mình cảm thấy là mình khá là gần gũi với những cái nhân vật trong những cái bức ảnh của mình. Trong những bức ảnh của mình thì mình đều chú trọng là ở những người dân ở khắp những cái vùng làng quê của trên khắp Việt Nam này. Bằng những cái sự giao tiếp của mình thì mình mới gần gũi với họ, từ đó thì mình mới cho ra được những bức ảnh nó tự nhiên, cho ra những bức ảnh có cái cảm xúc thật sự của nhân vật ở trong cái khung hình của mình. Thường trong mỗi chuyến đi thì Việt đều nghiên cứu rất là kỹ trước những cái chủ thể, những cái chủ đề mình sẽ chụp trước, và nó sẽ bám sát với những phong cách riêng của cá nhân mình, tìm những cái đặc sắc nhất ở mỗi vùng miền mình đặt chân đến. Ở đây có thể là những di sản văn hóa, ở đây có thể là những cái câu chuyện về những cái nhân vật đặc sắc ở vùng miền đó. Trong quá trình mà rong ruổi khắp đất nước mình thì đôi khi là có những cái khung cảnh nó chợt hiện ra ven đường chẳng hạn, thì mình cũng có thể dừng lại nếu mà nó phù hợp với chủ thể và cảm xúc của mình lúc đó. Từ lúc mà bắt đầu chụp ảnh thì đến giờ Việt luôn tâm đắc là cái thiết bị mà phù hợp nhất với mình là thiết bị luôn được ở bên cạnh mình. Mình chưa bao giờ là đề nặng là mình sẽ sử dụng thiết bị nào, mà cái nào nó phù hợp nhất với mình, và mình luôn sẵn sàng để cho mọi cú bấm máy thì đấy là cái thiết bị phù hợp nhất. Với sự tiến bộ của công nghệ thì ngày nay tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được nhiếp ảnh thông qua những cái thiết bị nằm trong lòng bàn tay mình, đấy là những chiếc điện thoại. Trong hành trình xuyên Việt lần này thì Việt sẽ sử dụng điện thoại Xiaomi 12T Pro với điểm nhấn rất là quan trọng, đấy là ống kính có độ phân giải lên đến 200 megapixel. Đây là cái điện thoại đầu tiên mà Việt sử dụng mà có độ phân giải lớn đến như thế. Và hy vọng là mình sẽ chụp được rất là nhiều cái khoảnh khắc cũng như là lưu giữ được rất là nhiều cái chi tiết trong những hành trình đi xuyên Tổ quốc lần này. Mình sẽ cố gắng để ghi lại cuộc sống những con người ở vùng đất đấy với những ngôi nhà biểu tượng, ví dụ ở Hội An chẳng hạn. Những ngôi nhà màu vàng này là những cái đặc trưng của phố cổ Hội An, thì mình sẽ chọn một cái khung cảnh đang rất là cảm xúc cái này giữa một ngày mưa rất là to ở phố Hội. Và sau đấy thì mình lựa chọn cái khung hình và chờ đợi cái khoảnh khắc để mà chụp được những bức hình mà ưng ý, thì mình có thể bật lên những cái lưới này. Và mình sẽ bố trí những cái điểm. Ở đây lưới nó sẽ chia cho mình thành 9 phần. Và mỗi đường giao nhau này là 1/3 những cái tỷ lệ bố cục này. Và mình sẽ đặt những chủ thể của mình vào những bố cục 1/3 này. Đấy là cách đơn giản nhất để có một bố cục đẹp trong cái bức hình. Ở đây thì người dân đi lại rất nhiều, phải có rất nhiều nhân vật trong một khung hình. Và mình sẽ chờ đợi một nhân vật nào thực sự thú vị. Chức năng của Xiaomi 12T Pro mà Việt rất thích, đấy là chức năng thậm chí là ở trên máy ảnh chuyên nghiệp mọi người có, nhưng mọi người rất là ít sử dụng, bởi vì có thể mọi người chưa biết thì tính năng này, đấy là lấy nét một nơi và đo sáng một nơi. Để dùng chức năng đấy thì mình sẽ lựa chọn điểm lấy nét và mình khóa nét lại. Đây. Và khi đó thì mình khóa nét ở cái điểm vuông này và mình dịch chuyển cái điểm đo sáng. Đây là điểm đo sáng. Đấy, thì mỗi lần dịch chuyển đến những cái điểm đo sáng thì toàn bộ khung hình nó sẽ thay đổi về ánh sáng, bởi vì nó sẽ đo sáng vào đúng cái điểm mà mình di chuyển cái mặt trời này vào. Đó. Đây là một cái tính năng rất là hay. Với những bức ảnh mà chụp từ những góc máy về phong cảnh rộng lớn thì Việt sử dụng chế độ chụp 200 megapixel của điện thoại. Còn với những bức ảnh chân dung thì Việt sử dụng chế độ chụp chân dung của chiếc điện thoại này.
Mỗi cái chế độ thì chiếc điện thoại này đều cho mình cái tùy chỉnh về ánh sáng, về bố cục, về màu sắc, về ISO. Từ đó thì mình cho ra được những cái bức ảnh mà cái cảm xúc mình mong muốn. Chụp ảnh con người thì là một trong những cái chủ đề khó nhất, bởi vì làm sao để chụp được khoảnh khắc cái cảm xúc nhất của nhân vật khi mà họ đang ở một cái trạng thái bị một cái máy ảnh hướng vào người, thì đấy là rất là khó để mà một người có thể là có một cái cảm xúc đặc biệt. Nhưng mà với một cái điện thoại thì mọi người sẽ ít bị cảm giác đề phòng hơn, thế nên là có thể là dễ dàng chụp những cái bức ảnh chân dung mà nó có cái độ cảm xúc tự nhiên nhất. Mình nghĩ là những cái bức ảnh nào nó càng gần gũi, càng chân thật thì nó sẽ tạo được càng nhiều cảm xúc. Và mình nghĩ là những cái bức ảnh mà chụp bằng điện thoại này, nó sẽ hy vọng là nó sẽ tạo được cảm xúc cho mọi người, bởi vì là nó sẽ gần gũi và nó sẽ có cái gì đấy lột tả được hết cái sự chân thực. Đất nước của mình rất là đẹp, mình có dành cả cuộc đời mình đi nữa thì cũng không thể chụp được hết tất cả những bức ảnh, lưu giữ được tất cả những vẻ đẹp xung quanh tổ quốc của mình. Mình nghĩ là các bạn trẻ nếu mà có đam mê về nhiếp ảnh, yêu thích về nhiếp ảnh thì có thể là sử dụng những cái không cần phải đầu tư những cái bộ máy móc đắt tiền làm gì. Mình chỉ cần bằng những cái điện thoại thôi. Mình có thể là sử dụng nó ở trên những cái hành trình đi du lịch, có thể là hoặc là đi chơi bình thường để chụp lại những bức ảnh, và hy vọng là các bạn sẽ có cái niềm đam mê với những bức ảnh và mong muốn là lưu giữ lại. Biết đâu đấy là những bức ảnh đấy một mai nó sẽ trở thành di sản.